Hello các bạn. Quay cập nhật pha lê thì mình quay luôn tím nan các bạn ơi. Tím nan trắng và các dòng mai các bạn nhé. Bạn nhìn thấy không ạ? Thấy đằng xa xa kia không? Mai cam đang nở tung sới không ạ? Mai cam nở tung sới luôn đấy. Còn trắng thì bắt đầu bung cánh rồi. Hết giai đoạn trứng rồi các bạn ạ. Giai đoạn trứng chỉ kéo dài có 3 ngày thôi. Đang bắt đầu bung cánh rồi, Tết là bắt đầu là hơi to với chỗ mình. Nếu không rét là hơi to các bạn ạ. Còn nếu rét thì vừa. Còn chỗ các bạn thế nào thì mình không biết. Nhưng chỗ mình là sau giai đoạn này 2 ngày thôi các bạn ơi. Sau giai đoạn này 2 ngày. Tức là cái bông nó vừa mới bắt đầu ngửa ra một chút thế này thôi này các bạn này. Bắt đầu chúm chúm ra thế này thôi. Chứ cái cánh nó không được nằm ngang rồi đâu. À đấy, quên mình quay cập nhật tím nan cơ mà. Đây tím nan của mình hôm nay thế này đây các bạn ơi. Đâu có sợ trượt đâu các bạn. Mình biết mình thả trôi đấy các bạn ạ. Hậu quả của việc cắt điện sau pha lê nhé. À cắt điện cùng với pha lê này, vừa sau pha lê. Cùng pha lê các bạn ạ. Nhưng mà bên kia bị ảnh hưởng điện về trắng kìa. Vì trắng cắt sau pha lê những 3 hôm này. 3 hôm hay 2 hôm gì đó. Năm nay mình cắt mình không nhớ rõ nữa. Thì tím nan nó thế này. Tết cũng là vừa độ rồi các bạn ạ. Hơi bé một chút so với những cây khác thôi. Còn đây chi xanh đây các bạn ơi. Bắt đầu rồi. Bắt đầu có thể bẻ được rồi. Nhưng mà lý tưởng nhất là cái bông này nó cũng phải nở ra các bạn ạ. Chỉ có riêng chi xanh là phải như thế thôi. Còn các cái khác thì chỗ mình người ta đều thích nở bé hết. Còn chi xanh thì nó phải nở ra thì nó mới sáng màu ấy các bạn. Còn để như thế này thì màu nó hơi bị dạng như gọi là tối quá đấy các bạn ạ. Đấy còn các cái loại mai miếc gì kìa thì nó nở tung sới hết rồi. Nở to quá mức rồi. Đây các bạn. Chỗ mình thì mình không trồng đa dạng màu sắc lắm. Trước đây thì nhà mình là trùm màu sắc ấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì mỗi một loại trồng có vài trăm ấy. Mình không bỏ công mình đi lấy giống nên thôi mình chỉ trồng ít thôi. Tiện có loại nào thì mình trồng loại đấy đấy các bạn ơi. Đây. Quay cập nhật vậy thôi ạ. Cái trắng với màu này thì hình như là không có bác nào phán nhà mình trượt nên là không có gọi các bác ấy ra. Chào các bạn nhé.